Bạn đang nghe từ Phonus Tóm tắt sách Tối giảng tâm trí Tác giả S.J. Scott Barry Davenport Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc suy nghĩ tiêu cực nhưng nếu cảm thấy bản thân đang chìm đắm trong quá nhiều ý nghĩ độc hại, bạn cần phải xem xét những ý nghĩ đó có khả năng đẩy cuộc sống của bạn đi xa khỏi khái niệm hạnh phúc đến mức nào. Trên thực tế, mặc dù không thể tách bản thân ra khỏi những suy nghĩ trong tâm trí mình, con người sở hữu một bản ngã ý thức có khả năng can thiệp, điều chỉnh suy nghĩ. Do vậy, bạn có thể kiểm soát ý nghĩ cao hơn mức bạn vẫn tưởng. Cuốn sách tối giản tâm trí sẽ hướng dẫn bạn cách làm được điều đó tác phẩm được chia làm bốn phần gồm các phương pháp hữu ích và thực tiễn nhằm thay đổi một khía cạnh đang khiến bạn cảm thấy căng thẳng hoặc mất phương hướng trong cuộc sống các chủ đề được thảo luận bao gồm bốn công việc dọn dẹp một là dọn dẹp các ý nghĩ hai là dọn dẹp các nghĩa vụ trong cuộc sống ba là dọn dẹp các mối quan hệ và bốn là dọn dẹp không gian ngoài ra còn có các bài tập thực hành giúp tạo ảnh hưởng tích cực ngay lập tức tới cách suy nghĩ của bạn hai tác giả cuốn sách là s j scott và barry davenport trong khi scott là tác giả chuyên viết sách kỹ năng thì davenport là một người huấn luyện phát triển cá nhân cả hai cũng là đồng tác giả của nhiều cuốn sách về sự tĩnh tại nội tâm và lối sống tinh giản sau đây mời bạn đọc cùng Phonos điểm qua ba thông điệp chính trong cuốn sách Tối giản tâm trí được Phonos chọn lọc để gửi đến bạn. Nội dung thứ nhất, bốn thói quen giúp dọn dẹp tâm trí. Trước tiên, để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, ta cần hiểu nguyên nhân dẫn đến những ý nghĩ đó. Có bốn nguyên nhân gây nên sự hỗn loạn tinh thần. Nguyên nhân đầu tiên là căng thẳng hàng ngày, khiến nhiều người không thể kiểm soát cuộc sống của mình nguyên nhân thứ hai được gọi tên là mâu thuẫn lựa chọn tức là càng có nhiều lựa chọn sẽ dẫn đến sự căng thẳng do dự và kém thỏa mãn nguyên nhân thứ ba là do xung quanh chúng ta có quá nhiều thứ mà bản thân không bao giờ dùng đến đó có thể là đồ vật thiết bị điện tử hoặc thậm chí là thông tin nguyên nhân thứ tư là định kiến tiêu cực để giải quyết những vấn đề của suy nghĩ tác giả của tối giản tâm trí Đề xuất người đọc rèn luyện 4 thói quen dọn dẹp tâm trí. Đầu tiên là hít thở sâu và tập trung. Đây là một trong những cách tốt nhất để thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực và lấy lại quyền kiểm soát tâm trí. Hãy thở thật sâu và nhẹ nhàng. Nếu tạo được thói quen hít thở từ 5 đến 10 phút, bạn có thể dễ dàng sử dụng thói quen này như điểm xuất phát cho quá trình thiền định. Tiếp đến là thói quen thiền định có rất nhiều kiểu thiền định khác nhau, nhưng phần lớn các phương pháp đều bắt đầu với những bước là ngồi yên, tập trung vào hơi thở và loại bỏ bất kỳ suy nghĩ sao lãng nào xuất hiện. Bạn có thể sử dụng thiền định làm công cụ để luyện tập tâm trí, đồng thời kiểm soát suy nghĩ. Thói quen thứ ba là khoanh vùng tất cả những ý nghĩ tiêu cực. Trong khi thả mình theo tâm trí để lo lắng và buồn bã, bạn đã củng cố thói quen suy nghĩ tiêu cực tự động xác nhận những ý nghĩ này là bản ngã của mình. Để thay đổi, đầu tiên bạn cần nhận ra các quy luật suy nghĩ của mình và ngăn chặn trước khi những ý nghĩ tiêu cực vượt khỏi tầm kiểm soát. Thói quen thứ tư là dạy cho tâm trí cũ những trò mới. Bạn hãy lấp đầy tâm trí với những ý nghĩ có ích để không bị cuốn trở lại quy luật cũ. Nội dung thứ hai, dọn dẹp nghĩa vụ hãy xác định những nguyên tắc của cuộc đời bạn để dọn dẹp những nghĩa vụ trong cuộc sống bạn cần xác định giá trị và những nguyên tắc của cuộc đời mình vì những giá trị cốt lõi có thể đóng vai trò là thước đo cho tất cả các lựa chọn và quyết định có bốn chiến lược để xác định giá trị cốt lõi đầu tiên là nhận diện giá trị cốt lõi của bản thân bạn muốn trở thành người như thế nào và sống ra sao khi bạn đã xác định được các giá trị nhất quán với mục tiêu sống của mình, hàng ngày hãy xem xét lại chúng để đảm bảo độ phù hợp. Dù vẫn phải trải qua những khoảng thời gian chuyển tiếp và biến động, nhưng việc xác định giá trị sẽ giúp bạn có được định hướng giữa những thăng trầm của cuộc đời. Chiến lược thứ hai là xác định các ưu tiên trong cuộc sống. Bạn muốn sử dụng thời gian, năng lượng và tiền bạc như thế nào? những khía cạnh bạn có thể xem xét để tìm ra thứ tự ưu tiên là sự nghiệp gia đình hôn nhân hoặc quan hệ tình cảm phát triển bản thân giải trí các kế hoạch quản lý cuộc sống và sức khỏe hãy bắt đầu với điều ưu tiên có thể đem lại những thay đổi tích cực nhất trong cuộc sống hoặc trong khía cạnh mà bạn cảm thấy mất thăng bằng nhất chiến lược thứ ba là đặt mục tiêu một cách chú tâm lo lắng cho tương lai khiến tâm trí bạn xáo động thay vì vậy việc lên kế hoạch cho tương lai có thể tạo nền móng cho cuộc sống về sau bạn hoàn toàn có thể hướng tới tương lai trong khi vẫn học cách tận hưởng khoảnh khắc hiện tại thay vì kìm nén hạnh phúc để chờ đợi điều gì đó cho tương lai hãy tận hưởng từng bước trên hành trình của mình chiến lược thứ tư là gắn mục tiêu với đam mê sức khỏe tinh thần của bạn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực khi bạn cảm thấy không thỏa mãn với công việc của mình do đó nếu tìm được công việc yêu thích, bạn không những có thể thoát khỏi những ý nghĩ đè nặng mà còn cảm thấy tràn đầy năng lượng trong tất cả các khía cạnh khác trong đời sống. Nội dung thứ ba, dọn dẹp các mối quan hệ, hãy mạnh dạn loại bỏ các kết nối khiến bạn kiệt quệ. Một nghiên cứu từ trường y khoa Harvard đã chỉ ra rằng các mối quan hệ thân thiết và kết nối xã hội, giúp bạn giữ được sự vui vẻ và khỏe mạnh. Những người chỉ chú tâm vào thành tựu và thiếu để tâm đến sự kết nối thì cũng kém hạnh phúc hơn. Về cơ bản, con người sinh ra để kết nối với nhau. Tuy nhiên, có nhiều mối quan hệ chưa hẳn đã tốt. Quan trọng là các mối quan hệ phải chất lượng. Khởi tạo và duy trì các mối quan hệ tốt là điều cần thiết để đem lại hạnh phúc và sự tỉnh tâm. Có bốn cách để bạn cải thiện các mối quan hệ đầu tiên bạn phải chú tâm hơn với các mối quan hệ quan trọng hãy lắng nghe chăm chú nói chân thành thiền định yêu thương và thôi so sánh đối phương với người khác đối với bản thân bạn nên tập chấp nhận con người nguyên bản của mình và chỉ thay đổi những gì có thể cách thứ hai là đừng để quá khứ ám ảnh hiện tại và tương lai của bạn hãy giải quyết những tổn thương quá khứ và tha thứ cho những điều từng gây đau đớn cho bạn Cách thứ ba để cải thiện các mối quan hệ là dành sự chú tâm đến người yêu hoặc bạn đời của mình. Hãy luôn chú tâm đến cảm xúc của đối phương, lắng nghe mà không phán xét, chân thành và rút ra những bài học từ mâu thuẫn. Cách thứ tư là từ bỏ một số người nhất định. Nếu bạn thấy phần lớn các tương tác khiến bạn kiệt quệ về mặt cảm xúc thì bạn cần tìm cách cải thiện mối quan hệ hoặc loại bỏ một số người ra khỏi cuộc sống của mình đây là một quan điểm có thể gây tranh cãi nhưng cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc vì suy cho cùng chỉ bản thân mình mới phải sống cuộc đời của mình chứ không phải ai khác lời khuyên của tác giả là hãy loại bỏ những người khiến bạn đau khổ những mối quan hệ làm bạn kiệt quệ để giải phóng không gian cho tinh thần các tác giả còn gợi ý độc giả cách đơn giản là dọn dẹp không gian xung quanh mình chẳng hạn như dành 10 phút mỗi ngày để dọn dẹp không gian sống cho gọn gàng, đơn giản hóa các hoạt động, tránh để lịch làm việc chiếm hết thời gian trong ngày, đơn giản hóa các thói quen hành động, dành sự chú tâm kể cả khi làm những việc nhỏ nhất như uống trà hay đi bộ. Không hẳn chúng ta có thể chú tâm mọi lúc mọi nơi, nhưng ta có thể thực hành từ từ, như ăn một cách chú tâm, đi một cách chú tâm, luyện tập một cách chú tâm. Mỗi khi làm việc gì hãy để toàn bộ năng lượng vào đó. Cảm nhận từng khoảnh khắc khi bạn đang hành động. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Tối giản tâm trí. Bạn thân mến, tương tự như việc dọn dẹp nhà cửa, tập luyện tâm trí chính là hành động dọn dẹp tinh thần. Việc này không hề đơn giản, đòi hỏi bạn phải có sự cam kết và kiên nhẫn luyện tập. Mặc dù tâm trí vô thức sẽ không bao giờ cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn, nhưng bạn vẫn có thể điều khiển một phần các suy nghĩ của mình. Mong rằng những ý tưởng và công cụ từ cuốn sách có thể giúp bạn dọn gọn tâm trí, dẹp yên những giọng nói tiêu cực bên trong và tận hưởng sự tĩnh tâm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách. Tối giản tâm trí trên ứng dụng Focus, hãy thường xuyên truy cập vào Focus để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.